Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Chiều hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2022. Vũ đang đi đây là ở chỗ đường Nguyễn Thị Thập, phường 6 thành phố Mỹ Tho, ngay chỗ siêu thị, trước cửa siêu thị nha các bạn. Thì Vũ thấy có em này bán mía, Vũ xin quay cái video để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo Vũ nha, đi lại hỏi thăm cái em này bán mía. Rồi cái mía bự quá chừng luôn. Rồi anh chào cưng nha. À, chào anh. Cho anh hỏi là cưng tên gì? Em tên Thiên. Vinh hả? Thiên, dạ, dạ, dạ. Viên hả? Vinh. Thiên, Thiên, Thiên. Viên, Viên à. À Viên quê ở đâu? Em quê luôn Thái Bình. À Thái Bình hả? Viên vô đây lâu chưa? Em 12 năm hả? 12 năm hả? Rồi hàng ngày bán mía hả Viên? Dạ em bán mía không ạ. À. À, mía này gọi là mía gì? Mía này là mía xanh, là mía Tây Thái. Ti hả? Tây Thái. Tây Thái hả? À. Còn mía mà mía này là mía Thanh Diệu. À mía Thanh Diệu. Còn mía xanh là Tây Thái. Dạ. Ủa anh thấy màu cái cây nó bự quá chừng luôn à. Một cây nó có cái bự còn gần chục ký. Ồ. Vậy là cái mía này là giống bên Thái hả cưng? Dạ thì thấy nhà vườn người ta nói là trước ngày là cái ông đi bên sang bên Thái chơi để xin mía giống về người ta trồng, thế là từ đó là phát xuất từ bản mía Tây Thái. À. Còn mía Tây Thái ở mình thì nó màu xanh. À. Mía Tây Thái nó màu vàng á, nó hơi màu vàng ống. Ôi rồi. Vàng ống. Màu cái cây bự quá chừng luôn. Ôi, con mía đang... Tây của mình nó... Thôi là các bạn cái mía nè. Là mía này trồng ở Tiền Giang mình luôn hả Duyên? À. Mía này là trồng ở bên Cần Thơ nha các bạn. Ở này là Duyên róc ra rồi tiện rồi bán cho bà con. Này đang róc vỏ ra hả Duyên? Dạ em róc em đi ra trong cái lạnh. Ờ. Ra trong ngày bán đó. Ra à. Đó. Cái này là mình ấy sẵn, vậy là mình tiện ra sẵn là mình giao cho người ta. Đúng rồi, ra cho người ta bán. Ờ. Rồi này là cắt. Này một ngày Duyên bán khoảng bao nhiêu ký? À, khoảng 100 cây. 100 cây hả? Tùy theo. À, buôn bán nó theo người mở hàng. Mà hàng mà ai hên thì bán lẻ. Còn mía lạnh thì ngày 3 ngày 40 kg. 40 kg là mía róc sẵn luôn rồi đó. À 40 kg là giao cho bạn hàng ha. Bạn hàng đó. À. Này mình bán bao nhiêu một ký vậy? Nếu như em bán bán lẻ. Bán lẻ thì 20.000 một bình. Ờ. À. À. Giờ cho người ta bán lẻ người ta lời 3.000 ký ha. Người ta bán 30 luôn đó. À. Mấy người người ta mất tiền là tiền giá. Về người ta ướp lạnh cho nên là người ta bán giao cái giá khác. Giá khác. Rồi. Buôn bán cái gì mà có lời có rẻ thì người ta mới lấy. Giờ bén quá chừng luôn ha. Dạ. Làm vậy nó mới lẹ chứ. Đúng rồi. Viên bán này được bao nhiêu năm rồi? Em bán mía được 5 năm. 5 năm hả? Vô đây 12 năm bán mía 5 năm.
quá đẹp. Bán cái gì mà có mối chứ không có mối bán lẻ không chậm lắm. Ờ. Công nhận cái mía bự thiệt. Cái mía đó là chục ký đó. Phải không? Cái mía này chắc không ai. Tao dựng cây này lên thử ăn, cây chục ký lên thử ăn. À. Nhớ ghê chưa? Cái mía khủng luôn. Đó. Quá trời mía luôn. À. Quá dữ cây mía luôn. Mía này là mía Tây Thái nha các bạn. Mía vừa có Tây mà của Thái nữa. Của Thái đó, đúng. Gọi là Tây Thái. Em tầm một khoảng, nếu mà bán mía là tầm khoảng 2 tháng nữa là có mía 20.000 một bịch. Thấy mày không? Ngọt lắm. Ăn một lần là ghiền luôn á. Nói mốt là ghé đây mua hoài luôn á. Rồi mơ mốt à, ghé mua ủng hộ nữa nha. Rồi cảm ơn cưng em. Mơ mốt mua ghé mua ủng hộ anh Duyên. Ờ. À. Duyên bán đó giờ là điểm này không hả Duyên? Bán điểm này không à. Ờ. Rồi giờ cắt thêm bịch khác nữa. Mía này đặc sản miền Tây đó. Ờ, đặc sản miền Tây ha. Dạ. Tầm mía chứ mía ngoài Bắc là hết mùa rồi. Ờ. Quá khủng, mía bự quá chừng luôn. Đặc sản miền Tây đúng không? Gọi là Tây Thái. Thì mình nhà ở gần đây không? Em gần ngay đây. Đi khoảng 10 phút rồi. Ờ. Thì sáng mấy giờ ra đây bán? Tầm khoảng 9 giờ anh ra. 9 giờ ra. Tới mấy giờ về? Làm khi nào bán hết có hôm thì 7 giờ hôm thì 8 giờ về nhau. Ăn hết sớm thì về sớm phải không? Dạ. À, coi vậy nó chứ nó cũng mềm quá chừng ha. Dạ, cũng mềm không? Cái mía này mà đi sớm quá bán cũng khổ. Rồi anh tưởng đâu nó cứng. Không mềm sao. Ai về nó mềm. Mềm hơn mía mía ngoài Bắc luôn đó. Ờ. À. Cái mía này nó có đặc điểm nó ai sâu hơn người Bắc. Ờ. Mua người ta mình mua ký hả? Mua ký bán cây. Này mình gọt vỏ ra mình phải trừ hao chứ mình bỏ cái vỏ cũng nhiều rồi. Tại vì cái mía này cây nó bự hơn cái mía thường. Nên là nhà vườn nó phải bán cây, à, bán ký chứ bán cây người ta thua. Ừ. Người ta không chịu. Cái này là cái gì nó công bằng thì thôi chứ tại vì nếu mà mua cây ấy, thì có cây lớn cây nhỏ. Xong một cây
30 ngàn một bịch. Ôi cây này bự khủng luôn đó nè. Cây đó đã cháy bự rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Quay đưa tiếp tóc luôn hả vậy? Dạ. Bên YouTube à? Anh cách nào vậy? Vũ camera bình đại lên YouTube gõ thấy không, không có anh tài xế hay gì mấy cái vỏ đó về có sử dụng gì không, có chậm có gì được không? Không, em bỏ anh ơi. Bỏ. Cái mát này ở đây có người người ta nuôi dê đó, thì tầm mùng buổi tối lúc em bán xong rồi người ta ra người ta lấy. À, ta xin. Ôi cây này quá đẹp luôn. Này mía mình có suốt năm không chưa? À, tầm khoảng tháng 9 này bán mía ngoài Bắc, với Nha Trang Khánh Hòa, rồi Đồng Nai, Vũng Tàu. Và làm mía nó xây vòng phải không? Xây vòng và làm mía ngoài mía người miền Tây và làm mía đen đó. Còn tầm khoảng từ tháng 3 tới tháng 9 là em bán mía mía Tây Thái. À. Cái này đó. Giờ thì mình đi khắp mía mía Tho với lại Bình Dương, Đồng Nai nó có mía này đâu? À. Chị kia bán mía mà. Chị có đây mới có thôi phải không? À, chị em bán ngon tại vì em ta đưa ngoại cho người ta trồng. À, cưng đưa giống hả? Đưa giống cho người ta trồng. Dữ à. Thì cái mía này nó có kén đất không? Dạ, nếu mà đất đất thịt thì nó ngọt hơn chút xíu, còn đất cát thì nó cây nó mập hơn nhưng mà nó không ngọt bằng. À. Vậy là cưng, nếu mà ai có đất thì đưa giống cho trồng. Rồi nữa mua mía lại. Thì đúng rồi, mình nói người ta là tầm khoảng một mía này nó tầm khoảng 8 tháng nó có mía. À. Từ lúc trồng mà đến lúc chặt mía là 8 tháng. Cũng lâu quá ha. Lâu. Gần cả năm luôn. Phải phải gần năm mà. 4 tháng nữa là năm rồi. Và khi mà miền Tây nó trồng mía không như ngoài em, ngoài em là trồng mía theo lúa, còn là miền Tây người ta trồng lúa theo trồng mía theo vụ. Cổ tay cương bị sao vậy? À, hồi em làm công ty chiếu. À. Làm công ty mở bài vẫn đi bán mía. Hồi làm chiếu hả bị hả? À, nằm cả đêm đó.
Duyên bán đây là ngay chỗ cái cửa siêu thị nha các bạn. Các bạn có ăn mía ghé đây mua ủng hộ Duyên. Trước cửa siêu thị nè. Mở bột khác đi ông lựa ra nào ngon ngọt, ông cắt bột đây. Còn đúng không? Rồi đổi bột khác đi, bột dưa mía nào ngon ngọt ông cắt luôn bột đây. Anh tài xế ủng hộ. Chở cây mười mấy ký này không? Miếng ngọt rồi cắt cho ông. Miếng ngọt lắm. Cây nó ra mía rồi. Cây đó là 40 ngàn đó ha. 40 ngàn đó. Rồi cắt đây. Rồi cây mía 40 ngàn. Nè cầm dựng cây mía lên cây anh. Dựng cây mía khủng lên cây. Đó. Người mua đó. Người mua 40 ngàn đó. Anh tài xế này anh mua ủng hộ cây mía 40 ngàn. Cây mía mười mấy ký luôn. Quá dữ. Khúc dưới là ngon dữ ha. Anh xe ở đâu chạy lên đây anh? Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Đây vô Đồng Tháp. Vũ camera Bình Đại á. Này nữa tôi để mía Tây Thái Tiền Giang á lụm à. Đó ra đúng không? Ừ. Mía Tây Thái Tiền Giang. Tại em ở Bình Đại mà em tên Vũ em làm camera. Thì em để Vũ camera Bình Đại luôn. Anh vô YouTube anh thấy à. Vũ camera Bình Đại. Ôi tới khúc góc. Trời cái quá đã luôn. Nó vào kia nó ngoặt clip luôn. Trời ơi, à bên này đi hốt ông rồi. Hốt ông rồi quá chừng luôn nè. Họ đi lấy ông rồi. Rồi quấn kỹ lại. Từ ổ luôn.
đó. Lấy ở đâu, ở vườn hả Cưng? Trà dừa không, lấy ở vườn dừa hả? Dừa. Mình lấy về mình bán mặt hay là bán tổ? Ai mua cái gì bắt đó. Cũng như ai mua tổ nguyên rồi bán nguyên. Còn ai mua mặt thì dắt mặt ra bán ha. Chơi bị thoa Duyên bán mía Tây Thái. Ngay siêu thị Tiền Giang. Rồi. Rồi. Rồi xong. Rồi đục bán 40 ngàn hả? Cái này bộ này 60 ngàn á. Bán rẻ đó. Đây mía. Bán mía. 40 ngàn, 40 ngàn luôn rồi. Cảm ơn anh tài xế ở Đồng Tháp ha. Rồi, bán trời mía luôn. Rồi. Rồi bà con có đi ngang siêu thị này ghé mua ủng hộ mía của Duyên nha. Rồi. Mía 40 ngàn. Rồi cảm ơn anh, chúc anh đi thượng lộ bình an á. Rồi. Rồi anh đi Duyên ơi, chúc tôi mua mai bán đắt nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Quay về vòng đây hả đâu đó. Anh vô gia đình đi trong siêu thị nè, đang đi vô kiếm rồi. Rồi chúc okay, rồi chúc anh trở ra anh mua cây mang về ăn. Rồi. Mua mình chặt ra về nhà mình hái róc mình ăn. Rồi đúng rồi. Rồi. Thích. Rồi chúc anh trở ra rồi, cảm ơn Cưng. Rồi, chào anh nha. Rồi. Rồi lấy anh một bịch 20 ngàn đi Cưng. Với coi cây nào ngon ngon cắt cho anh cây đi. Bây giờ thấy cây mía khủng chưa? Nếm cây bự bự ơi, cây bự bự á. Cây này nè. Cái nào? Cây bự là cây này nè. Bây giờ nó vui nè, bây giờ có anh cái nào lấy cái đó. Trời ơi, cứ sợ. Lấy cái này đi. Rồi. Rồi dài vậy. Rồi lấy cây đó. Vậy đâu. Rồi. Rồi chặt khúc ra đi, chặt khúc ra đi. Cây này nhiêu? Hả? Không, 40 cây mình chặt nửa xong rồi mình gọt cái nửa. Gọt nửa chặt nửa đúng không? Gọt nửa chặt nửa như bán hả? Ừ rồi. Vậy mà nó mềm phèo à ngộ. Mía mới chặt được sẵn luôn á. Rồi. Thì mía mình trồng ở đây hả? Dạ. Mía là mình trồng ở đây hả? Mới chặt được sẵn luôn. Thôi thì có vậy thôi. Nó cho cười 50 luôn nha.
Nè nè, thôi gửi đi. Để tám gửi cho. Người ta nói mía tây là cứng nhưng mà thực sự đâu phải. Mía tây là nó cứng vỏ bên vỏ thôi, chứ nó mềm ruột lắm. Chỉ cái thằng nước mía là cứng à? Đúng rồi, thằng mía đường nó cứng. Rồi cho cái bịch đựng này luôn. Đâu Phi lấy thử, Phi ăn cây mềm lắm. Rồi, rồi cảm ơn Cương. Ăn cái ăn đi. Mềm không? Mềm. Mềm kheo mà ngọt. Rồi đi Phi ơi. Mặt cái bên mình chạy là 1.400.000 chứ cái gì nhiều rưỡi. Và gọi tới người nhà mới tâm cần. Rồi đi. Bây giờ đi. Rồi đi luôn con. Rồi ba con. Rồi.